ngày 16 tháng 8 năm 2024, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thực hiện chương trình trao tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai tại trường Trung học phổ thông huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ là chương trình do chi đoàn cơ sở báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục cho học sinh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, phát triển phong trào đọc sách trong học sinh ở trường học vùng xa. Chúng tôi tặng tủ sách cũng nhằm phát triển phong trào đọc sách trong học sinh ở các trường vùng sâu vùng xa. Những quyển sách, phần quà, suất học bổng mà các em học sinh nhận hôm nay là tấm lòng được chắc chiêu từ thành quả lao động nhọc nhằn của nhiều người dân nhân dân nghèo gửi đến cho các cháu. Mong các cháu ra sức học tập tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và để trở thành những người có ích trong tương lai. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ Quỹ Viện Đồng Quốc Việt, Quỹ Thiện Nguyện Gender Foundation, Bệnh viện Thẩm Mỹ Nam An đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa và giàu tính nhân văn này. Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trao một tủ sách Bác Hồ với khoảng 300 đầu sách, 1.300 thùng sữa TH True Meal, 50 suất học bổng 1 triệu đồng mỗi suất và quà tặng bao gồm 2.000 cuốn tập học sinh, 70 ba lô và 30 bộ áo dài, tổng giá trị khoảng 640 triệu đồng. Tủ sách Bác Hồ sẽ giúp các em học sinh và giáo viên có thêm nguồn tài liệu phong phú để nghiên cứu, tìm hiểu và qua đó để nhằm nâng cao nhận thức và làm giàu thêm về cái vốn kiến thức của mình. Những chút học bổng và những phần quà này sẽ là cái nguồn động viên to lớn đối với các em học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn và sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin để các em là an tâm đến trường. Đồng hành cùng với báo Phụ nữ cũng là một trong những việc làm rất là ý nghĩa của Bệnh viện Nam An, bởi vì 70% khách hàng của doanh nghiệp mình là phụ nữ và giá trị tinh thần cũng như giá trị về ý nghĩa cho xã hội báo Phụ nữ đem lại cho tất cả các chị em phụ nữ mình rất là thích và nó rất là ý nghĩa. Em xin thay mặt cho tất cả các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ chương trình tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ đã hỗ trợ các em những suất học bổng quý báu. Những quyển sách, phần quà, suất học bổng hôm nay là tấm lòng được chất chiêu từ thành quả lao động của rất nhiều người dân, doanh nghiệp gửi đến cho các em. Phần nào san sẻ khó khăn và giúp các em có thêm động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Mong rằng các em sẽ ra sức học tập tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và trở thành người có ích cho tương lai. Trước đó, trong các ngày 24 tháng 5 và 12 tháng 7 năm 2024, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ và học bổng cho học sinh tại Tây Ninh và Kiên Giang. Chỉ sau 3 tháng phát động, chương trình tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ đã đến với 3 tỉnh thành. Tổng số sách, học bổng và quà tặng được trao có giá trị khoảng 750 triệu đồng.